Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dự án Aerobe. Các bạn sẽ nhận được cái token có ký hiệu là CBDX nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký này. Các bạn đầu tiên điền email, nhập mật khẩu. Sau đây các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. Sau đây các bạn nhấn register cho mình nhé. Ok, đây chính là cái giao diện mà chúng ta có thể truy cập vào. Và token CBDX này các bạn có thể thấy này. Đây là thông tin về cái token thằng này, 2 triệu token thôi. Số lượng không nhiều. Để mình xem là chúng ta sẽ get token này ở đâu nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải login vào. Các bạn nhấn login nhá. Ok, đây chỉ là cái giao diện của nó. Ok, và như vậy là chúng ta sẽ nhận được 18 token, giá trị dự kiến là 20 USD, rất là cao. Ở đây thì invert thì có nên làm được gì không? Cái này thì khoan đã. Ở đây thì các bạn có thể ấn vào phần invite này để có thể mời thêm bạn bè, để có thể nhận được thêm cái số lượng token nhé. Không biết là cơ chế của nó như thế nào. Các bạn ấn vào phần my account cho mình. Ở đây thì một CBDX này tương đương với hơn 1 euro nha các bạn, 1.1 euro. Và như vậy với 18 token CBDX thì giá trị dự kiến của nó là 20 euro, rất là cao. Và hy vọng là giá trị của nó sẽ đạt được như dự kiến. Ở đây thì các bạn có thể quan sát, đây là một cái trang web tin tức crypto và nó sẽ phân phối cái token mà nó phát triển cho chúng ta khi chúng ta đăng ký. Đấy, hy vọng là cái dự án này thì nó sẽ phát triển và uy tín nhá. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần đăng ký và nhận cái token thôi, giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người sử dụng khác để chúng ta có thể nhận được thêm token. Ở cái phần giới thiệu thì các bạn ấn vào phần invite này, các bạn copy cái đường link này là các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để nhận được thêm mã token CBDX này nhá. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái chương trình Aerobe nhận token CBDX miễn phí 20 euro. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Hãy nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông bên cạnh để luôn được cập nhật những dự án uy tín nhất, kiếm tiền free và chất lượng nhất đến từ Tiểu Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.